Bôi keo con voi tạm thời giữ, tí nữa là bôi keo tí bon là nó ok. Cái này nó có cái diềm trắng nên là phải lột đi để sơn cái diềm trắng, tạo thành cái diềm trắng dễ một chút cho nó khô. Cụ này tự chế hiện đại cơ, muốn các góc nhỏ phải đau tay, tự chế make in Việt Nam.